Ui rồi. Cẩn thận nhé, vào tai đấy anh Tùng ạ. Vào tai vào chân này. Vai vào đi tẩy. Không, em không về. Em từ đây về xa lắm. Nếu mà về thì em lấy cho chẩm chéo. Hôm nào ăn hết rồi à? Hôm nào... À. Xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị, tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Hoan ở vùng cao. Thì lời nói đầu tiên cho San gửi lời chúc sức khỏe, chúc tất cả mọi người, cô chú, anh chị thật là vui vẻ nhá. Hiện tại thì cháu San đang có mặt trên nhà anh Tùng. Các anh thợ cũng đang gấp rút, đang xây bếp và chuẩn bị và sắp tới thì lập cái mái hiên các bác. Thì thời gian vừa rồi cháu cũng chia sẻ, cháu cũng nhớ ra rằng là thực tế thì căn nhà của anh Tùng còn thiếu thốn rất là nhiều thứ. Thứ nhất là từ bên cột điện bên này kéo điện về bên này cũng cần kinh phí. Rồi ngoài ra hiện tại bây giờ thì nếu như mà từ nhà cũ mà chuyển xuống bên này, anh Tùng là không có giường các bác ạ. Những cái chiếc giường cũ ngày trước á, là chỉ những cái chiếc giường tự làm thôi. Anh Tùng ơi, những cái chiếc giường ở trên nhà cũ kia là ai làm hay là mua về? Mấy cái giường ở trên nhà cũ kia là mua về hay là... Không, mấy cái giường mà anh nhà mình hiện tại đang làm ấy là giường mua về hay là giường ai làm cho thôi? Đóng đinh à? Đóng đinh hay là... Đóng đinh à? À, đấy, nếu mà về đây mà mua được những cái chiếc giường mới nữa thì sẽ chắc chắn một cái điều tuyệt vời hơn. Còn đem những cái chiếc giường trên kia về á, thì cũng lột sột và nó không có đẹp đâu. Và làm cũng không thoải mái lắm, đúng không? Phải nhớ ra rằng là thực tế thì còn thiếu rất là nhiều những kinh phí. Cháu cũng rất là mong các bác, cô chú, anh chị, mọi người tiếp tục đồng hành để có thể là nhà anh Tùng ít có hai chiếc giường để mà cho các con với này hai vợ chồng làm dưới này đỡ phải đem những cái chiếc giường tự đóng đinh bằng những cái cây gỗ ở mình đóng đinh các thứ ạ. Chiếc giường rất là xấu các bác ạ. Ở bên ngoài này chắc có lẽ là anh Tùng ơi, em bảo anh hiện tại bây giờ không làm gì đâu đúng không? Tức là anh, ôi cẩn thận mấy cái mái này giẫm chúng thì cắt chân đấy. Anh bảo vợ là dọn ở bên ngoài chỗ hiên này đi, sau đó là cái này em nghĩ là muốn đổ thì phải, tức là mình phải đào thêm ấy, đào lấy hết những cái hòn đá vứt đi, không lấy những cái giấy này để gọn vào mấy nữa đốt. Ý là bảo vợ là nhặt những cái giấy, nhặt những cái giấy này bỏ vào cái bên ngoài hiên này, cũng muốn đổ thấp tí thì phải đào một tí ấy nhỉ. Nhặt mấy cái này, ý là bảo vợ nhặt mấy cái này để vào một cái chỗ nào đấy, mai kia đốt đi giấy. Ở chỗ này nó nào lắp một tí em ơi, có này bụi quá. Chỗ đấy còn mấy viên ha? À, hôm nào là đạn vào đấy thôi à? Hôm nào là đạn vào đấy thôi à? À, hôm nào đạn vào đấy thôi đúng không? Chưa có cho xi được đúng không? Vừa mới cắt vào. Anh bảo là định bảo hai vợ chồng là dọn dẹp ở ngoài hiên đi, mấy nữa đổ mai kia đổ là cái đấy chắc phải đào một tí, chứ không đào là nó cao hơn nhà đấy. Cái đấy đã to đấy. Lấy vứt hết nhỉ? Phải bụi quá.
Trời tạnh mưa này bụi quạng. Cái dàn này cái cây chuối này không không cần đi cũng phải hàng ui càng đi bây giờ nó bụi lắm nhưng mà để từ sáng thì nó cũng đúng rồi sáng thì đỡ một tí tức là em định là cạo với lại những cái hòn đá này này cái hòn đá này nhặt hết đi không cần nữa đâu bây giờ và nhặt xếp ở dưới thôi đây này còn nhiều thứ linh tinh để dọn lắm làm dần dần đêm mai kia làm nhưng mà những cái hòn đá này á là phải có xà banh để cả hòn đá nhỏ kia cũng nhặt hết nên nữa mình đổ sau đó mình làm bằng phẳng đi xem nào đúng rồi cái viên đá mà anh Tùng đang đứng ấy cái viên đá đấy là cao hơn cái nền nhà rồi phải lấy vứt đi. Ngày xưa em trai chắc lấy để kê để đẹp ấy. Mình có xà beng không nhỉ? Anh nhỉ? Ở đâu nhỉ? Em thử xem mấy hòn đá này nó có dày không? Không dày á? Đâu nhỉ? Xà beng chỗ nào nhỉ? Biết được. Hôm nay mới lên, biết đồ đạc vứt đâu hết. Ngay bên dưới này có một cái bậc này, ném hết những cái hòn đá này xuống cái bậc cẩn thận đấy. Và vợ là nhặt những cái bao xi măng các thứ để vào một chỗ, lúc nào đốt đi. Những cái hòn đá này bây giờ mình không cần nữa đâu. Ui, có xà beng cơ, anh Tùng ạ. Nhặt những cái này đi. À đã đổ cái này để đây rồi đúng không? Thế là cái sạch banh ở đâu? Mượn đi đâu nhỉ? Lấy hai cái xà beng thử cậy xem nhé kia. Hòn đá. Ui ôi. Cẩn thận nhé vào tai đấy anh Tùng ạ. Vào tai vào chân lại đi viện đấy. Khỏe mà. Nhưng mà vào tai vào chân sợ đi viện thôi. Cũng phải nhặn hết đấy. Không là mấy nữa đổ lên là không thành đâu. Là thế nào để vào kề vào dưới đấy nhỉ? Ừ. Cứ kè xuống dưới đấy, cái bậc dưới thấp thấp. Đấy. Có nhiều việc làm đấy. Để sau khi mà xong xuôi phải dọn dẹp cái căn nhà này có nhiều việc phết đấy. Vợ anh này tên gì? Anh Tùng. Tên là Danh. Cái gì? Danh. Danh á. Thường tên là Mỹ. Người Mông thường tên là Mỹ. À. 2.5 là đến đâu nhỉ? Mình lập đến đâu nhỉ? Hết đến đây luôn á. Ấy đá to à? Ừ. Thế thôi. Hàng chứ có chu mà chi mà hàng chứ có có ta là gì? Ai bẻ được cái ai bổ được cái đống củi bên kia nhiều ấy. Trời.
già nó mới làm. Cũng bảo cho con trai mới là thằng mất tin nó về kia nó mà bảo ừ. Bà vợ là cứ nhặt hòn đá nhỏ vứt xuống dưới được. Con hòn đá to thì mai mình bảo em trai hay khiêng hộ. Đúng rồi. Ném cẩn thận nhé, chúng ngô em trai đấy. To hết rồi. Trên này mà không có dao ăn thì hái cái dao dấn này ăn này ngon này. Cái này cũng gọi là dao dấn đấy. Sao su su không biết dài nhỉ, cái cây su su này. Mai à, mái cũng ngắn tun luôn. Ở đây có cây đàn nạc chín chưa nhỉ? Thế sao vừa nãy mẹ anh thợ đi hái được? Wow, bên kia mình thấy có mấy quả đào ở trên bể các bạn. Quả đào này hái ở đâu đây? Chín như này á? À? Ăn một quả xem. Hái ở đâu đấy, Paul? À, vườn trên này á? À. Dạ. Ôi đào, đào mùa này chín này đào vàng nhỉ? Ngon lắm. À, ngọt lắm. Đây là các bác rồi. Mà anh thợ đi hái về. Trên nhà anh Tùng hình như có một cây dạo. Màu nó còn vàng lắm. Ngon thật. Ở chỗ nào có mình đi hái ăn. Dạo trên này thì ăn thoải mái rồi. Nhiều lắm. À, nếu mà viên gạch nào mà còn nguyên á, để lại nhá. Gạch kia còn nguyên kìa. Thôi viên nào ném xuống rồi thì thôi, viên này để trên này. Hít, tránh nha. Ui ui. Vỡ luôn. Cái này phải có cái xà beng này chọc ra thì nó mới dễ. Ui. Con những cái viên này to lắm, đoạn viên này to cực luôn. Gạch này nhìn rất là mát mẻ nha các bác. Gạch màu xanh xanh như này. Bây giờ đã sạch sẽ rồi. Có một số những nơi vừa mới lát bên kia chả bảo anh Tùng là vợ hót một tí cát về. Cát khô về lao. Cát khô nhá. Cát khô ạ. Giờ là không có cái quần áo rách nhỉ. Nào rách lao lao sạch đi. Lao mạch vào, để vào đấy, để vào đi. Đấy, để vào chỗ nào vừa mới làm xong ướt ấy, chỉ còn chỗ đấy thôi. Anh đấy, anh lao mạch vào cho nó đứt đứt cái xi đi, đấy. Cắt khô.
đốt cái xi. Đó, bây giờ nó lao nó dễ, tí nữa nó cứng, nó dính vào nó. À, thời gian vừa rồi thì lúc mà cháu có nghe một cái câu chuyện mà anh Tùng cũng lo lắng rằng là cái người vợ, vợ cũ, tức là không phải là vợ hiện tại bây giờ nha các bạn nha, tức là vợ cũ mà là vợ của mấy đứa nhỏ, à đâu, mẹ của mấy đứa nhỏ là muốn về để mà đòi chia những cái tài sản, từ có nhiều các bác cũng có đóng góp những cái ý kiến. Đáng lẽ là những cái tài sản cùng với vợ là cái căn nhà cũ ngày trước á, thì bởi vì trên cái phương diện bây giờ vẫn là có giấy kết hôn, thì có nhiều các bác cũng nói rằng là bây giờ là ly hôn, bởi vì bà tự bỏ đi là ly hôn, tại xã họ vẫn làm cái giấy ly hôn cho mình được các bác nhá, không có hay không cần người vợ ký cũng được. Nhưng mà anh Tùng cũng chưa có thời gian đi làm. Thì thời gian vừa rồi bà ấy có về lên trên này không anh? Họ nói thế nhưng bảo là nằm nhà hay sao giấy thời gian phải. Nhưng mà bà có lên trên này không? Trên có lên thế. Kia là có lên trên này để nói cái gì không ấy? Hôm đấy nói là vào đến tận nhà. À. Hôm có một hôm là mấy hôm vừa rồi là bà vào đến đây. Sau đó bà vào đến đây nhà bà bố mẹ mẹ cái anh kia. Ra anh bảo gì? Mẹ ngoài mẹ đẻ nó này. Nhưng mà ý là về đến đây thì anh bảo cái gì bà, sau đó bà mới đi về. Gọi điện vào nó được, vào đến đây thì bảo là không, nó tự bỏ mình được rồi, mình không phải bỏ nó thì. Có bảo nó, đi ra xá nó không? Có đi ra xá đi hôn, thôi bây giờ không có. Cái gì rồi, nhưng bảo thế nhưng mà cũng nghĩ nhiều lắm rồi, nhưng mà giờ không nói được nhiều. Nhưng mà là anh bảo là đi ra, có cái gì đi ra xá giải quyết thì chắc nó cũng sợ đúng không? Nó sợ, nó cũng biết là nó tự bỏ đi thì nó không, không chắc là, nghĩa là nếu mà anh mà không có biết cái gì ấy, anh mà không hiểu á, thì bà ấy đòi thì mình sợ mình cho xong là bà được. Nhưng mà nếu mà bà biết sợ thì chắc là bà cũng sợ là đi ra xá là chắc chắn là không. Bà cũng thông minh chứ. Thế là bà cũng thông minh đấy. Nhà thông minh đấy, bà thông minh, bà biết là đi ra xá là chắc chắn là mình không giải quyết được. Không giải quyết được bởi vì là mình bỏ đi từ lúc các con còn rất là nhỏ. Bây giờ tài sản đây là tài sản của Mạch Thường Quân đã giúp đỡ cho anh, giúp đỡ cho anh Tùng với lại con anh. Anh nhá. Kể cả như cái vợ hiện tại bây giờ của anh mới đến này á, giả sử như là nếu mà không thương các con, anh hiểu không? Không thương các con mà sắp tới, giả sử như là mình cứ giả sử thôi, ý là có xảy ra cái tình trạng gì đó mà có lại bỏ anh mà đi ấy, thì bà không có quyền đòi cái gì. Cái này là căn nhà của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mấy bố con anh thôi. Anh hiểu không? Không phải là tài sản của anh cả. Đấy, đây là tài sản của Mạnh Thường Quân thông qua em để giúp đỡ cho anh, ba bố con anh có cái căn nhà để tránh nắng tránh mưa. Đấy, nhiều khi là có người người ta chỉ lợi dụng những lúc mà thấy là mình có căn nhà, các thứ có tài sản một chút là người ta lợi dụng lên đây để mất hôn là ly hôn đi. Anh hiểu không? Phải thông minh một chút. Đấy, hãy cháu cũng chia sẻ một chút cái này cho tất cả các bác chú anh chị yên tâm, bởi vì là thực tế thì chắc chắn là đi giải quyết thì anh Tùng chắc chắn là cái gì cũng sẽ có quyền, kể cả như các con thế thôi, có quyền nuôi con hết. Họ sẽ không có làm gì được. Cái người vợ thứ hai là có ngày trước có một cái con lợn đây đúng không? Dắt về chưa? Nó không dắt được. Cái con lợn được đấy á? Cái con đấy. Con lợn được đi thiến đi. Chứ không thiến bây giờ. Sang bên này xem nào. Vợ nhạt hết. Nếu mà anh mà không thiến như thế là nó mùi lắm, làm sao mà ăn được? Nhưng mà
Bảo em trai Thiến cho ấy. Ai biết Thiến không? Ở đây ai biết Thiến không? Bố biết Thiến không? Em trai biết Thiến. Thiến thì Thiến đi. Thiến đi chứ còn nuôi ở đây phí. Phí công, phí đồ đấy chứ. Đúng không? Nó có biết lấn đâu. Không biết béo cũng ăn thịt. Nó không biết béo nhưng ăn, nó ăn còn khỏe nữa. À đấy, lúc thôi và anh Tùng cũng đã giọt gần hết chỗ này rồi. Giọt gần sạch sẽ rồi, có những cái hòn đá to quá thì anh vợ anh ấy không làm được. Giờ này cháu cũng thấy hơi mệt các bác ạ. Đến đây một lúc trời nóng một tí thì hơi choáng choáng. Hơi choáng, hơi nhức đầu một tí. Khi mà cháu nói chuyện tức là cháu bị cặp cú mà. Hơi như kiểu. Để xem nào, gạch hoa là xong xuôi chưa? Sạch sẽ chưa? Hôm nay là xong xuôi rồi. Phòng này cũng sạch sẽ rồi các bác ạ. Hai phòng. Còn đúng rồi, còn thiếu phòng này nữa. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên, 9 viên. 9 viên ở đây. 9 viên. Và thêm 1 viên để 2 viên để cắt ở để ngoài cửa. 10, 11, 12 viên nữa. Chắc là sẽ thoải mái. Bây giờ chuyển lên trên này ngủ được quá nhỉ. Chuyển lên đây ngủ. Ở dưới kia là phải lấy nước xuống nữa. Nhưng mà mai nếu mà không chuyển thì mai lại lấy cái thùng kia lấy. Lấy cái thùng kia lấy để sinh hoạt đấy. Sáng mai chắc phải chở sớm xem một chuyến. Mai anh lên hỗ trợ nhá. Anh hỗ trợ một người nhá. Thường bọn em là đi hai người rồi đi bơm nước. Trên máy xong rồi ổn định cũng phải mất 2 tiếng. Mất 2 tiếng xong rồi. Bơm 2 tiếng á? Không. Mình phải đi sửa xem, xong xem ống xong rồi quấn đấy. Xong rồi nước nó lên đều không, xong rồi xem. Nó phải tầm 2 người khiêng máy lên xong buộc máy. Lâu làm một phát buộc hết. Phải làm thôi chứ biết làm sao bây giờ. Trước làm bơm ao kia làm một phát bơm cả cái này đầy, bơm hết dạ. Bom, bơm hết thùng này đầy. Ô, năm nay thì ao kia khô hết rồi. Và khô hết sạch rồi, không còn cái gì nữa. Có khiêng đúng không đấy, hai vợ chồng khiêng. Cháu thấy choáng choáng hay như nhức đầu các bác ạ. Chắc mình nên nghỉ thôi. Thời gian này tức là trời nó cứ nắng nắng rồi lại thay đổi một chút là mình rất là dễ ốm. Thế các anh làm nhá, em đi. Tự nhiên là em ra ngoài kia xem thử xem mấy cái pro thứ xem họ có trở về không. Mai vào thì phải lấy cho một cái tẩm chéo ấy. Không, em không về. Em từ đây về xa lắm. Nếu mà về thì em lấy cho tẩm chéo. Hôm nào ăn hết rồi à? Hôm nào à? Nhưng mà mấy hôm nữa chắc vẫn phải cố gắng mang mai kia của gửi lên. À cái cao su kia là tôi bảo là mang lên để buộc cái dây trắng gì để mai uống nước. À uống nước đang ở dưới kia tí nó lấy xuống. Thế là sáng mai là lấy hai hộp cái gì nhỉ, gạch này là pro luôn, một thể luôn nhỉ, tất cả một thể luôn nhỉ, chứ còn không bó công ấy, không bó họ chở ấy. Lâu rồi không có ghé qua nhà anh Tùng ở trên này. Thế mấy nay là lấy nước ăn ở đâu anh Tùng? Lấy ở chỗ bè à? Thế mai chắc phải chở hai chuyến chứ, nếu không
một hai tháng nó không mưa thì hai vợ chồng đi lấy nước ở đâu? Một hai tháng không lấy được nước thì cái bể này á là nó không phải là hình như là nó không rò rỉ nước mấy, nhưng mà nó cái chỗ ở bên dưới mình thả nước này nó rò rỉ này. Rồi ngoài ra ở trên này nữa này. Ở trên này nữa. Trên này nó rò rỉ nước. Mà không bên dưới mà. Bên dưới rồi nhưng mà đấy cái chửi. Chửi si á. Mấy hôm nữa làm xong thừa si thì nhờ đội thợ họ giúp quét luôn. À, bên dưới này nó bị bong si này. Quét luôn cái bể này để còn lấy cái dây chàng của mình á, hứng nước của đô này để rửa chân tay. Để tắm để rửa chân tay. Chứ còn không là mình lại lấy nước sạch để rửa chân tay thì khó. Ừ. Đấy. Vừa nãy thấy con gái với cái gì nhỉ? Với thím à? Chú thím với con gái với thím đi đi đâu nhỉ? Đâu anh bảo à, bé bảo là có cái cây đào mà chín đâu? Viên Viên ở nhà thôi à? Con chào ông bà đi. Con chào. Ừ. Đấy, chào ông bà, chào chú nha. Các bé, thực ra thì các bé trên này các bác cũng thông cảm là cái gọi là các bé cũng ít tiếp xúc với mọi người á, nên thành ra rất là ngại để nói chuyện. À, cây đào này á Viên. Có chín không? À đây đấy, ui. Có. Số quả chắc chín rồi đúng không? À cây trên nữa. Cứ như cái cây nào mà lá to to này. Đúng không? Cây trên này nữa này. Chín dần rồi. Thôi về đi Viên ơi. Bác không hài nữa. Quả đào nhiều lông quá. Đúng như là cái dự đoán của San ý nha. Mấy anh thợ cũng nói là dùng cái pro cũ này, nếu mà mình tháo thì tháo gần hết căn nhà rồi. Cái này pro cũ này vỡ nhiều lắm, vỡ rất nhiều. Cái này tháo ra thì hỏng hết rồi. Chờ xem thử. Đúng rồi, cái này cũ quá rồi. Cái pro này anh Tùng lập được mấy năm rồi? Thế có bị gió bay lần nào không? À bị bay, bỏ bay một lần. Cái bay ở đâu? Bay toàn bên này. À. Còn bên này nhưng mà xuống và xuống hết rồi, nhưng mà bên này thay rồi. À, bên này là thay rồi. Bên kia thì chỉ thòng thôi, nhưng mà lúc đấy không có tiền thay đấy. Ừ. Bên kia tấn kia rồi đó chứ. Đúng rồi. Nên là cái này thì mình tháo ra thì đúng là nó cũng vỡ nhiều lắm. Cũng vỡ nhiều chứ. Ừ. À bây giờ thì cháu cũng hơi mệt. Vừa nãy thì các anh thợ cũng không nhắc. Anh thợ bảo là mang lọ chầm chéo, tưởng là cháu về luôn nhà. Thì bây giờ từ đây về nhà cháu thì khoảng hơn 100 cây một chút nữa các bác ạ. Nên là mình vẫn phải ngủ tạm ở trên này. Ngủ tạm trên này đến ngày mai, ngày kia để cố gắng hoàn thiện. Xem là thiếu thốn cái gì, nước, các non, các thứ nữa. Mai phục vụ giúp đỡ cho anh Tùng sửa mấy cái ống nước, các thứ. Bởi vì ít người, chính cá nhân bản thân anh Tùng thì không sửa được. Đấy, nói chung là về cái chầm chéo thì mọi người an rồi, các bác cô chú anh chị, các bác an rồi, các bác cũng biết là dạng cái vị của nó như thế nào. Nói chung là đúng là thực ra thì nếu mà những các bác mà ăn được cay thì chắc chắn là sẽ rất là ngon các bác nha. Cũng thông báo với các bác cô chú anh chị mọi người là thời gian này đã là đầu mùa mận ong rồi. Nhà cháu cũng đã có rất là nhiều mận ong rồi. Nếu mà các bác, cô chú, anh chị, mọi người mà cần mận ong
thì các bác cứ liên hệ cho cháu qua số điện thoại là 0369 641 704 hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại đó là 0369 641 704 để cháu gửi mật ong, những cái mật ong rừng, mật ong chất lượng cho tất cả các bác của chú anh chị mọi người sử dụng và cứ yên tâm các bác nhá. Những cái mật ong trên này thì trực tiếp bà con đi lấy và cháu chị Thu của bà con mà lấy trực tiếp ở trên rừng, ở trong rừng, trong cây, từ cây về, như mật ong khoái, mật ong đá, phân ra làm hai loại. Mật ong ruồi thì quá là mắc nên là cháu cũng không lấy được về bán cho tất cả các bác chú anh chị các bác nhá. Còn ở trên nhà anh Tùng này có mật ong không? Ở trên này nhiều đá này, có mọi người đi bắt được mật ong không? Không. Không á? Ở trên này chắc là vùng cao, tổ ong ong mật đây. Ong mật ăn được cái đúng không? Thì ong mật không ăn được thì để làm cái gì? Cái ong đá là nó ở những cái hốc đá ấy. Có không? Mà có. Có. Mọi người đi bắt được không? Mọi người cũng đi bắt được. Đấy, mùa này đang là mùa sẽ có rất là nhiều mật và khoảng là 2 tháng nữa đến mùa mưa, lúc đó thì mật lại mật là không được đẹp nữa, lúc đó thì mật mưa nhiều quá, mật nó sẽ rất là loãng, còn mùa này thì mật sẽ rất là đặc các bác nha. Nên là các bác cứ lấy mật ở đầu mùa thì mật ong sẽ rất là đặc và chất lượng hơn. Nên hôm nay cháu đi đường thôi, cháu cũng đi lên trên này xem công trình, cháu cũng không mang được mật ong lên trên này cho các bác được xem á. Nếu mà các bác của chú anh chị muốn xem mật ong các thứ thì các bác cứ kết bạn Zalo cho cháu, rồi là cháu sẽ gửi ảnh, gửi video cho tất cả các bác xem các bác nhé. Video này cháu cũng xin kết thúc tại đây thôi. Gửi lời cảm ơn đến các quý nhà hảo tâm, các bác của chú anh chị, các mọi người đã quan tâm và đồng hành cùng với cháu trên con đường thiện nguyện. Xin chúc mọi người, cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và gặp lại tất cả các bác của chú anh chị.